15 tháng 12 tại hội nghị bàn thường vụ thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã có một số chỉ đạo trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Ông Đinh Tiến Dũng cho biết, Thành ủy Ủy ban Nhân dân đã chỉ đạo tập trung tối đa cho tuyến cơ sở để phòng chống dịch, đặt y tế cơ sở là trọng tâm để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128 NQcp của Chính phủ. Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo phân cấp, giao quyền rõ ràng cho các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm về phòng chống dịch, cụ thể là xác định cấp độ và triển khai các biện pháp áp dụng tương ứng trên địa bàn. Từng quận, huyện, thị xã phải chỉ đạo đánh giá và xác định nhu cầu bố trí các trạm y tế lưu động theo số dân và từng cấp độ dịch. ngành y tế phải có hướng dẫn về chuyên môn, nhất là trang thiết bị và con người cho các trạm y tế từng phường, xã, thị trấn phải có phương án cụ thể để chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực tương ứng với số lượng trạm y tế lưu động sẵn sàng triển khai khi số ca F0 tăng mạnh. Nơi nào cần phải tổ chức thiết lập vận hành ngay. Nơi nào chưa cần ngay phải có tập huấn, diễn tập để khi có động lệnh là triển khai, bố trí nhanh nhất. Ông Đinh Tiến Dũng nêu rõ, chúng ta phải quyết định tổ chức thực hiện theo hứa lấy y tế cơ sở làm nòng cốt để chiến thắng dịch bệnh quá trình thực hiện vừa làm, vừa đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức diện rộng toàn thành phố. Ông Đinh Tiến Dũng đề nghị toàn hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở và người dân thủ đô tiếp tục vào cuộc quyết tâm bảo vệ thủ đô trước dịch bệnh. Đặc biệt, không để vì chủ quan trong những dịp lễ lớn như Noel, Tết Dương Lịch làm dịch lây lan rộng trên địa bàn. Các phường, xã, thị trấn tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ nhóm COVID cộng đồng, tổ chức hỗ trợ theo dõi người nhiễm COVID-19 tại nhà. Hiện tại, thành phố cũng chưa có phương án phong tỏa diện rộng vì tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát, đặc biệt là khi mức độ tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 đã đủ hai mũi khá cao. Các quận huyện, thị xã sẽ thực hiện các biện pháp theo nghị quyết số 128 của chính phủ, bảo đảm linh hoạt theo diễn biến của dịch và từng địa bàn cụ thể, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh. Tính đến hết ngày 14 tháng 12, Hà Nội có 9.627 trường hợp F0 đang được điều trị, trong đó, các trạm y tế lưu động đang điều trị 2.832 ca và 727 F0 điều trị tại nhà, chiếm 37% tổng số bệnh nhân. Đây là những trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ hoặc không triệu chứng. Ngoài ra, có 3.737 bệnh nhân đang điều trị tại 4 cơ sở thu dung, bao gồm cơ sở điều trị Đền Lư Ba, cơ sở ký túc xá Phenica, cơ sở điều trị Thượng Thanh và cơ sở điều trị Pháp Vân Tứ Hiệp. Tại các bệnh viện, có 2.331 bệnh nhân có địa chỉ ở Hà Nội đang điều trị. Cụ thể, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có 82 ca, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở điều trị COVID-19 Hoàng Mai có 175 ca, 29 bệnh viện của Hà Nội có 2.074 ca. Như nhiều tỉnh thành khác, Hà Nội phân tầng điều trị COVID-19 thành 3 tầng, trong đó tầng 1 là F0 tại trạm y tế lưu động và điều trị tại nhà. Tầng 2 dành cho những trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, mức độ trung bình với nguy cơ cao, điều trị tại cơ sở thu dung và hơn 20 bệnh viện. Tầng 3 dành cho trường hợp nặng hoặc nguy kịch với nguy cơ rất cao, được điều trị tại 6 viện của Hà Nội bao gồm Đức Giang, Thanh Nhàn, Hà Đông, Sanh Pôn, Sơn Tây, Phụ sản Hà Nội và các bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, cơ sở 2 và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Theo thống kê của Bộ Y tế cập nhật tới hết ngày 14 tháng 12, hiện có gần 1.300 bệnh nhân COVID-19 điều trị ở Hà Nội tại các cơ sở của Hà Nội và Trung ương, có mức độ trung bình, 132 ca ở mức độ nặng, nguy kịch so với trung bình 7 ngày trước, tỷ lệ bệnh nhân trung bình và nặng, nguy kịch tăng lần lượt gần 30% và hơn 34%. Trong số này, có 113 ca phải thở oxy, 1 ca thở máy không xâm nhập, 5 ca thở máy xâm nhập, mức độ nguy kịch. Trên cả nước, hiện có 21 tỉnh, thành phố có ca nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà với tổng số gần 254.000 người. Riêng 3 địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai có hơn 180.000 người. Hà Nội, Hà Giang và Phú Thọ là ba tỉnh thành phía Bắc đã cập nhật dữ liệu F0 điều trị tại nhà lên hệ thống quản lý điều trị COVID-19 của Bộ Y tế với gần 1.600 người. Theo báo tin tức, ngày 14 tháng 12, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ cho biết, chỉ tính riêng trong thời gian từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 12 vừa qua, biến thể Omicron hiện chiếm gần 3% các trường hợp mắc COVID-19 trong nước, cho thấy biến thể mới đang bắt đầu gia tăng ở Mỹ. CDC ước tính biến thể Omicron chiếm 2,9% các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 12, tăng từ mức 0,4% một tuần trước đó. Con số này được cho là sẽ tăng nhanh chóng khi số ca nhiễm biến thể Omicron tăng đột biến ở các nước khác. Theo CDC, tại các bang New York và New Jersey, biến thể Omicron đã chiếm 13% các trường hợp được giải trình tự gen trong khoảng thời gian trên. Giám đốc CDC Rochelle Walensky cho biết, dù biến thể Omicron đang gia tăng nhanh chóng, song chính quyền Mỹ có các công cụ cần thiết để ngăn chặn, đó là việc tăng cường tiêm chủng phòng COVID-19. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Rome, ngày 14 tháng 12 chuyên gia của Bộ Y tế Italy Walter Ricciardi dự báo số ca nhiễm biến thể Omicron mới và dễ lây nhiễm hơn của virus SARS-CoV-2 có khả năng tăng cao ở quốc gia này. Phát biểu với báo giới, ông Ricciardi lưu ý rằng chủng virus mới sẽ phổ biến ở Anh và Đan Mạch vào cuối tuần này bởi vì hiện tại đã chiếm 40% số ca mắc COVID-19 mới tại Anh và dự báo số ca nhiễm tại Italy cũng có thể tăng cao bởi vì xu hướng tăng trưởng của biến thể này là trên thực tế được chứng minh là giống nhau ở tất cả các quốc gia. Theo số liệu của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Bệnh tật châu Âu, trong 24 giờ qua, châu Âu có 441 ca nhiễm biến thể Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này cho đến nay là 2.127 ca, trong đó Italy có 27 ca. Phân tích sơ bộ dữ liệu cho thấy, số ca nhiễm nhập khẩu hoặc liên quan đến du lịch hiện chỉ chiếm 13% tổng số ca mắc trên. Theo VOV, đêm ngày 14 tháng 12, Bộ Y tế Campuchia đã ra thông báo xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới Omicron. Trường hợp này là công dân Campuchia, 23 tuổi, đi từ Ghana về. Bộ Y tế Campuchia cũng đã xác nhận rằng trường hợp bị nhiễm biến thể mới Omicron đầu tiên tại Campuchia có địa chỉ tại thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng. Bệnh nhân này đang có thai tuần thứ 15 và đã đi máy bay từ nước Cộng hòa Ghana về Campuchia vào ngày 12 tháng 12 năm 2021. Khi tới sân bay quốc tế Phnom Penh, Campuchia, các nhân viên y tế đã phát hiện bệnh nhân bị COVID-19 và bị nhiễm biến thể mới Omicron. Hiện tại, bệnh nhân này đang được điều trị tại bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh. Ngay sau khi phát hiện trường hợp bị nhiễm biến thể mới Omicron, Bộ Y tế Campuchia đã ra lời kêu gọi người dân phải nâng cao cảnh giác và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia ngày 14 tháng 12 năm 2021, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 12 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 của cả nước lên 120.382 trường hợp, trong đó có 116.734 trường hợp đã bình phục. Đây là số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận hàng ngày thấp nhất trong vòng 75 ngày qua. Theo VTV News, ngày 14 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành khẩn kế hoạch xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể Omicron. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh đã vạch ra 8 giải pháp cụ thể để ứng phó với biến thể Omicron. Thứ nhất, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu hàng không hàng hải. Hành khách di chuyển chuyến bay quốc tế phải có xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh, tổ chức cách ly kiểm dịch, xét nghiệm kiểm tra SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thứ hai, tăng giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại địa bàn dân cư, cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp. Trong đó, lưu ý các trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp để sớm cách ly, xét nghiệm theo quy định. Thứ ba, giám sát bằng xét nghiệm nhằm sớm phát hiện ca nhiễm biến chủng Omicron. Cụ thể, thành phố xét nghiệm giải trình tự gen tất cả các trường hợp dương tính thuộc hai nhóm, người nhập cảnh trong vòng 28 ngày và người tái mắc COVID-19. Tất cả các trường hợp trên sau khi phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 được chuyển đến Bệnh viện Giã Chiến số 12 để cách đi điều trị và làm xét nghiệm giải trình tự gen. Ngoài ra, có thể tổ chức giám sát ngẫu nhiên một số trường hợp nghi ngờ khác tùy thuộc vào tình hình diễn biến dịch bệnh trong nước và trên thế giới. Thứ tư, tăng cập nhật thông tin trên thế giới về Omicron để đánh giá đúng mức nguy hiểm, chuẩn bị biện pháp phòng ngừa, can thiệp và tổ chức truyền thông phù hợp, hiệu quả. Thứ năm, triển khai đầy đủ kịp thời việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại. Thứ sáu, kiện toàn và triển khai đồng bộ hệ thống kiểm soát dịch từ cấp thành phố đến huyện, xã, ứng phó linh hoạt tùy thuộc cấp độ nguy hiểm của dịch do biến thể Omicron gây ra. Thứ bảy, tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả các trạm y tế lưu động, tổ chức chăm sóc F0 tại cộng đồng. Thứ tám, xây dựng kế hoạch triển khai bệnh viện giã chiến hoặc cơ sở thu dung điều trị COVID-19 cấp huyện, sẵn sàng kích hoạt và đưa vào hoạt động ngay khi có yêu cầu. Thành phố Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị thực hiện tinh thần là sẵn sàng ứng phó với biến chủng Omicron. Bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh đã tái khởi động bệnh viện giã chiến số 12 tiếp nhận thu dung và điều trị những bệnh nhân nhiễm COVID-19. Bệnh viện này cũng vừa điều động khẩn 45 y bác sĩ trở lại bệnh viện giã chiến số 12 để chuẩn bị các công tác tiếp nhận, điều trị bệnh nhân trong trường hợp mắc COVID-19 thuộc biến chủng mới Omicron. Theo kế hoạch, những người nhập cảnh về nước đã có xét nghiệm dương tính với COVID-19 sẽ được chuyển về bệnh viện này cách ly, đi, điều trị trong hai khu riêng biệt các nhân viên y tế đang khẩn trương sắp xếp, dọn dẹp phòng bệnh, kiểm tra các trang thiết bị. Liên quan đến việc cách ly các F0 không có triệu chứng tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã đồng ý với đề xuất của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chỉ phải cách ly tập trung 7 ngày thay vì 14 ngày như trước. Điều kiện là đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính ở ngày thứ Bảy. Theo đơn vị này, từ khi áp dụng hướng dẫn chuẩn đoán điều trị do Bộ ban hành, đặc biệt sử dụng thuốc Monopurver đã có nhiều F0 hoàn toàn không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, thậm chí mất hẳn các triệu chứng chỉ sau một tuần cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Việc tiếp tục áp dụng cách ly hết 14 ngày trong bối cảnh số ca mắc mới gia tăng mỗi ngày khiến tình trạng quá tải là khó tránh khỏi.